từ từ nha. Lỗi chi vậy? Thôi mình ở đây đi đặt tới giờ rồi. Bác sĩ kiếm gặp đứng đi nha. Dạ, Ngôn xin gửi lời chào quý vị khán giả. Thưa quý khán giả, ngày trước thì mấy anh em Ngôn có quay về hoàn cảnh của người con trai mà thường xuyên dùng tay dùng chân với người mẹ của mình, nhiều lần người mẹ cầu cứu khán giả. Thì qua đó thì được quý vị khán giả cũng rất là quan tâm, và có rất là nhiều quý vị khán giả cũng nhờ mấy anh em Ngôn đưa cho mấy mẹ con vào viện để điều trị cũng như là chạy chữa. Dạ, thưa quý vị, hiện tại thì mấy anh em Ngôn cũng đã đưa vào, và cách đây cũng vài ngày quý vị, và ngày hôm nay thì mấy anh em Ngôn quay trở lại, và hiện tại thì Ngôn đang có mặt ở bệnh viện 27 tháng 2 của Sóc Trăng, và đang có mặt gần nơi của em Định cũng như là gia đình đang ở phía bên trong. Được rồi. Thôi thì để tìm hiểu về cái câu chuyện ngày hôm nay là như thế nào, cũng như là sức khỏe của em Định là như thế nào, thì ngay bây giờ Ngôn xin mời quý khán giả mình cùng bắt đầu theo dõi video. Định cho hỏi thăm nè. Dạ. Rồi mấy bữa nay rồi ở đây ổn không? Ở đây được khỏe. Đâu? Đâu? Không biết hạt bệnh. Uống thuốc biết rồi khỏe rồi ha. Dạ. Rồi mấy bữa nay Định giống như là sao cô kể con nghe coi. Mấy đầu tiên vô thì ngước mặt lên gì nè con, ngước nó dòm đi rồi nó không có dòm với đắp ngước đi dài 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 vậy. Trong một ngày bữa đầu á là ngước mặt trên trời không á. Ngước đi tới đầu cô la dòm với dò từ tại con bệnh con ngước lên nó không chịu quái xuống, ngước mặt lên trời không đi không dài 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 vậy đó. Rồi cái bữa sau thì tới thằng này nữa hả? Nó cũng ngước lên rồi. Ủa? Nó lội sáng đêm luôn con. Rồi nó lội sáng đêm thằng này rồi hết chiếc thằng kia tao canh tao giữ. Lội sao canh thằng này. Tự nhiên anh Trung cũng ngước lên nữa. Không biết tại sao tự ngước lại vậy không phải không phải tự ngước luôn hả? Tự ngước rồi. Ngộ vậy? Ngước rồi nó lặng anh Trung đâu có đâu. Rồi giờ cũng ngước vậy đó. Rồi cho hỏi thăm này, sáng giờ ăn uống gì chưa? Ăn gì? Ăn gì vậy? Sáng ăn cơm cái gì? Sáng ăn cơm rồi là không nhớ hả? Sáng tôi xin được 20 ngàn. Nho nữa. Cho nho rồi Định định sáng ăn cơm gì? Còn hai trái không hư, cô lấy cô tính cơm được mẹ lấy hai tiếp cái này cho con ăn chắc. Hai trái kia hư đậu hũ cho đậu hũ sao châu. Dạ. Với ổi mì thịt nữa. Dạ. Rồi hủ qua nữa. Ủa sao ăn nhiều vậy? Đủ thức ta kho ta cho ăn. Người ta cho không hả? Dạ. Đồ chay đó con. Đồ chay là xin con trai ăn đó cô xin chứ ăn sao chịu nổi. Nó đòi ăn sáng là hai thằng ăn sáng là 40 ngàn. 40 rồi nếu cô xin cơm vô nữa thì thằng 10 ngàn nữa là nó 60 rồi đó. Cô thấy ngày cả trăm vậy nó đòi ăn này kia rồi ăn chay hoài nó chịu nổi. Cô thì sáng này cái cô đó cô cho cô ăn gói mì. Cô ăn gói mì hôm qua cô cho ăn gói củ tiếu thì ăn gói củ tiếu giấc sáng đó. Cô nấu cô ăn xin nước nấu ăn. Rồi nó thì cô mà xin cho tụi nó ăn chứ cô không có ăn. Để tiền đâu mà ăn con. Thì ăn rồi bởi vì ăn rồi thì hổm mấy anh em con gửi còn không? Gửi thì cũng chút đỉnh vậy à con. Cô cũng còn chút đỉnh nè. Cô không nhà tiền nhín. Cô sợ không có tiền ăn á. Rồi không có rồi xin thêm. Xin thêm dài chục kia đó. Là xin ở đâu? Xin thì ngày kia đi nằm viện đó cô xin đại. Cái người ta cho 20 ngàn. Có khi 30, 20 kia. Rồi cô xin cô sợ hết. Cái rồi tụi nó không có ăn. Cô sợ quá cô mới xin á. Bữa nay thấy Định hình như khỏe hơn nè. Rồi sao không cạo râu?
Nói đẹp trai. Em hớt tóc, phải cảm ơn anh ta. Còn mình hớt tóc một quận là cạo râu phải ba quận. Vài bữa sắm đồ cạo râu nha. Em không biết cạo. Cạo gì nữa, gạt gạt cứ hết rồi. Người nhớ trẻ lên đây thấy già hàng chết rồi. Anh kêu anh đồ cạo râu không gà cho hỏi thăm vô đây rồi có bạn nào chưa, tìm được bạn nào chưa? Có đâu. Trong này không có quen hả? Cũng phải có bạn đẹp trai đẹp đẹp chứ không có luôn hả? Có để ý ai không? Nó nhóc người đẹp mà em nói được con nhóc người đẹp nhóc luôn. Rồi trong đây ngủ được không? Ăn được cũng được. Ăn được ngủ được hả? Vậy cũng mừng ha. Mấy bữa đầu không có ngủ được á con. Nó mới ngủ được mà mấy bữa nay đó. Mấy bữa đầu rồi vô bệnh rồi tới mình lui rồi không có ngon bằng ngày. Thì nó có khi thì nó lội vòng vòng chứ rồi bằng đêm mày ngủ. Mấy bữa đầu rồi ngủ lát ha. Rồi không đầy. Không quen cái gì đến. Dạ. Yeah. Rồi mấy bữa nha. Sau lại mới ngủ mới được. Mới được cũng mới được. Mà cái giường ở đây im hơn giường nhà không? Giường nhà thoải mái vậy đó. Đây nằm thì thấy thôi nói vậy chứ à. Con thấy rối hù cười ở nhà mát, mình khổ ở đây ừ. Mát mẻ kệ ở đây xin con người thiện đồ ăn người khỏe ừ rồi anh tìm rồi đó gán hết bệnh nha con bây giờ cho mẹ đốt đèn lại nha cho mẹ đốt đèn đừng để khổ con hết bệnh rồi mới đầu mình dẫn bạn nó xuống thử trò chuyện với Định coi người ta chịu Định không dạ ha. Dạ sớm phải sớm thì chịu hả à, sớm là sao sớm là cũng như là rước thì mình cất về sớm phải sớm là cũng như là hết à. Bệnh sớm nặng là rước sớm đó gán tranh thủ giai trời cho hết bệnh đi con vòng vòng sớm anh dẫn lại gì hay là đâu ở giống như người ta coi Định á rồi người ta thấy người ta nói chừng nào Định hết bệnh người ta xuống thăm vậy hả? Vậy người ta chịu vậy hả? Người ta không muốn á. Nhưng mà người ta mới nói là người ta xuống người ta coi thử trò chuyện với Định coi có hết thiệt không? Dạ. Ừ hết thiệt người ta mới ưng chứ. Đặng về nuôi người ta nữa chứ. Mình bệnh hoài ta đâu có dám ưng biết không? Rồi cô cho con hỏi thăm ở đây bây giờ là ngày mình đóng bao nhiêu tiền? Mẹ ổng đến thì cô chưa biết. Chưa lấy tiền nha. Chưa lấy tiền. Cô cũng không biết là sao đó con. Sao ông không có nói với mấy bác sĩ thử rồi để nữa cô hỏi thử ha cho cô chưa biết nữa không biết sao để nữa mình hỏi rồi, thuốc thang có lấy tiền không thuốc thang không không luôn không có lấy tiền mà nữa không biết rồi sao nào cô không lấy tiền luôn đến trình là cô không biết sao cô gái cho đừng lấy thì đỡ đừng gỡ coi anh Trung kêu đừng gỡ thấy không định định đây anh Trung kêu anh Trung đừng có gỡ em biết rồi bữa đập phá giờ kêu đừng gỡ rồi anh Trung cho em hỏi thăm nè ở đây vui không vui rồi đi đâu vậy hả lội đi đâu vậy ra ngoài ở nằm trong đây nó mát rồi ra ngoài nó mát ra đi không mát hả rồi sao nhớ đường gì không biết vòng vòng trong đây đâu đi xa đâu đi ngoài công viên mà đừng ra cổng nghe để hôm thôi hết biết đường về rồi cô kiếm không gặp á hôm nay cô kiếm 3-4 chập luôn á cô đi kiếm ra nó rồi mãi ghéo gùm trời á Trung đi đâu đi vòng vòng mãi á rồi tối hù rồi cô sợ cô đi lội đi kiếm á đừng có đi miếng nó đi là đứa này đi kia đi là cô mắc canh chừng nào nó vô cô kiếm vô rồi cô mới dám nằm nghỉ rồi cô đi kiếm anh Trung đi rồi Định nó đây Định đi mất tiêu rồi sao thì bởi vậy hai đứa đi rồi kiếm rồi là cô vô liền mua cơm rồi thôi cái là cơm nó còn nó đói bụng liền không tiền mà nó đói bụng liền anh Trung thích ăn gì anh Trung thích ăn gì cơm với gì cơm gì cơm với chiên thịt chiên trứng chiên còn Định thích ăn cơm với gì chút nữa đưa tiền cho mẹ mua nè cơm thịt kho nghiệu cơm thịt kho nghiệu thịt có trứng thịt có trứng cô nhớ nha chút nữa con gửi tiền nói gì chứ có gì mang máy nói vậy chứ dễ rồi cảm ơn nhưng mà mình bây giờ mình thèm gì mình thích ăn gì bây giờ nè thịt kho nghiệu với trứng hay là gì thịt chiên em ăn cũng được nó đồi lên cái cô vợ ngọt mà ăn đủ rồi sáng đòi ăn ổ bánh mì cái đòi ăn thêm 2 ổ rồi cô cũng cho ăn ổ 1 rồi con tiền không có mình ăn 2 ổ rồi nó 30 ngàn
Cô chợ cô mua có ổ một. Rồi hai ổ. Rồi cô xin cơm. Rồi thằng này thì sáng nó đòi ăn miếng cơm. Nó ra nó ăn cơm. Rồi cô xin được 20 cái nó cho nó đi ăn cơm. Rồi thằng này thì được 15 ngàn cô kia cho đó, rồi mua ổ bánh mì thịt cho nó. Ừ. Ừ. Bánh mì thịt. Hả? Hả? Cái nào? Cái này hả? Cái này là cái tường. Anh Trung quên hay gì? Ủa Trung? Hả? Quên hay gì anh Trung? Bởi ở đây mấy cháu nó cho cô, nó có này kia nó cho, sáng nó cho đồ ăn. Là anh đó đó hả? Ừ, cái chú ngồi chứng giữa đó, ừ, chú cho, ừ, cho đồ ăn, rồi cho ngày kia, hôm qua nó cho thịt kho. Rồi người ta cho đồ ăn rồi biết cảm ơn người ta không? Biết không? À, biết nhưng mà ăn rồi đi chơi không phải đâu có ơi. Chàng ơi, giờ bữa người ta cho cái mình cảm ơn ta nghe. Rồi định cho người ta cho biết cảm ơn không? Cảm ơn. Có biết không? Giống như thí dụ người ta cho định hộp cơm cái định có biết cảm ơn không? Biết hả? Vậy là anh Trung không biết mà định biết nha. Người nào cũng biết hết trơn. Mà lo đi chơi đó, con nói là mê đi chơi á. Rồi cơm hôm qua nói ngay giá chiều cô không mua. Nhưng mà cô kia cô cho hộp cơm, rồi chú này thì cho thịt kho. Cái cô nhín ra cho nó ăn, chứ cô không đi mua. Cô nói thôi tiền không có con, cho cái gì mình ăn lấy được có mua. Cho hỏi thăm coi giờ ba mẹ con còn nhiêu tiền, định còn nhiêu. Em đâu có lấy tiền đâu, đưa mẹ cắt thì được nhiêu ăn nhiêu. Đưa mẹ cắt hết luôn hả? Ừ. Có nhiêu đưa mẹ hết rồi. Em nhau nhà đưa mẹ cắt rồi anh đưa nhiều tiền. Anh đưa nhiều tiền. Đưa cô. Không lấy đưa, luôn. Ừ, không lấy đưa cô cắt rồi mẹ mua gì ăn. Hả? Chừng nào anh Trung hết bệnh đi. Sao vậy? Vậy? Anh Trung còn nhiêu tiền? Không có tiền luôn hả? Rồi tiền đâu hết rồi? Tiền mua đồ ăn hết. Mẹ mua đồ ăn hết rồi hả? Rồi bây giờ là... vừa nha, ăn quá. Bây giờ cô còn đủ tiền lo cho Định với anh Trung không? Trời không đủ con. À, không đủ. Cái này là số của cô nha. Với địa chỉ nha. Rồi. Cái này là số điện. Chừng nào về con điện con ha. Ừ. Ừ, ok, để con điện là gặp cô ha. Rồi. Thằng cháu kia cũng được. Ừ. Để xài hai. Ừ. Rồi này là người ta cho cái gì? Ừ, anh ta cho quá cô. Cho gì vậy? Cho cô. Cho cô rồi hôm qua cũng được mà nửa khúc cô cái cô ăn. Ừ, nửa khứa cá khô hay gì á. Ừ, khô. Cá khô, rồi cơm đâu ăn? Cơm thì cô xin cơm từ thiện. Là mấy giờ mới có? À, mà sáng là 9 giờ. 10 ngàn hả anh Trung? Dạ anh Trung tính đi hay gì? Ngồi đây đi. Thôi ngồi đây chút hả đi. Bước khiên chút đi. Quậy rồi mới đi được. Mới ăn cho. Cái này người ta mới cho ha. Ừ, mới cho. Mới rồi. Rồi định cho hỏi thăm nè. Rồi sắp hết bệnh rồi có ước mơ gì không? Dạ. Sắp hết bệnh rồi có ước mơ gì không? Gác làm phụ tiếng mẹ đang có tiền này kia. À, ước mơ là nửa hết bệnh là đi làm. Gán làm đặng có tiền hả? Dạ. Rồi phụ mẹ hả? Mà dạ. Sao Định không lo cho Định? Em gán mà ngăn làm tiếp. Rồi mình không để dành cho mình nữa chứ. Sao thấy có tiền cái cho mẹ hết trơn vậy? Em cắt được mà em có mua gì đâu. Em tính em cắt rồi để mua này kia. Ừ. Giờ bữa Định thí dụ như mình là con trai mà thì mình phải có tiền bỏ túi. Bỏ túi rồi đặng muốn mua gì mình cũng có tiền móc ra. Không phải con. Bây giờ nó đưa cô cát cô mừng lắm. Cô sợ ấy mà giờ nó có lúc nó tỉnh lại nó biết thì nó mua đồ quần áo về bà cũng về rồi còn nhiêu đưa cô chứ nó không có làm hết tiền. Ừ, là Định muốn mua gì là xin mẹ. Ừ, xin dạ. Mẹ. Rồi. Cô, lúc đó thì nói mẹ con đi bán thì cũng ấy đó. Dạ, rồi giờ đi luôn hả con? Ừ, giờ con nói không có đi được. Đồ, mua đồ 500 mấy, 600 ngàn mua nhóc rồi. Nó đi nó mua ơn nó vậy đó. Đi mua đồ về nhà. Rồi cô thấy gì thôi kệ. Rồi tiền cho mẹ, lấy được nhóc. Tiền nó ở đâu Định có 500 mấy á. Anh tiền anh hai em được chưa mấy. Lấy tiền. Anh Nam đưa mẹ không lại chút Định. Rồi mới lắm em không lấy hết. Là Định đi lãnh hả? Em mẹ đi lãnh. Đang nó mua đồ thì nó bệnh nó đốt đồ hết trơn rồi nó nhớ trực lại thì nó mua đồ nó bận thì cô lai thôi kệ nó đi để nó mua đồ nó bận chút Định
Ừ. Ừ, lúc thì nó còn biết thì nó đi bán với cô lúc trước á. Bây giờ bệnh người kể, nó đồ đạc nó mua người kể, nó giữ ý, nó cô cũng... Rồi định thích đồ đẹp không? Hả? Định thích đồ đẹp hay gì? Đồ đẹp tốt. Em mua tốt hết trơn con, tốt hết rồi, đồ nào cũng nói vừa ý. Đồ này hả? Đồ, à, đồ thể thao gì hả? Bữa nữa hết bệnh đi rồi về anh em mình đi chợ. Trời ơi, tôi ở đây bao định chứ. Bao định mua. Anh đi mua anh em được. Anh chở xe cho đi để lộ bộ chứ. Anh trả tiền cho định lửa. Ha, giờ bữa hết bệnh rồi mình đi ha. Dạ. Mà nhớ 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 là đừng có dùng tay dùng chân với mẹ nữa nha. Dạ. Ừ. Rồi họ lặn sao tự nhiên dùng tay dùng chân với mẹ hoài vậy? Kể nghe coi. Em đâu có làm nhiều đâu, gượt nhau. Làm rồi quên con. Gượt không? Gượt rồi quên. Định gượt hả? Ừ. Rồi hổng gậy rồi vô đây vậy rồi có dùng tay dùng chân với mẹ không? Dạ không. Không nghe ngoan rồi nha. Ừ. Vậy là mừng rồi. Ủa rồi anh Trung múa gì vô sớm vậy? Đó, cô bị hố ngay mà. À, cô bị khúc không rồi. À, thì ra là vậy. Chàng ơi chàng, vậy là không gài, không có hả? Vậy là anh Trung với Định con thấy đỡ rồi là mừng rồi. Chắc chừng tháng nó khỏe không Định? Tháng nha. Nó nói có khi 14 ngày, 21 ngày, có khi 28 ngày. 28 ngày. Ngày. Có khi là cả tháng nữa con. Cả tháng. Ừ, đầm chứ con sợ, con thấy cô con sợ luôn á, cả tháng. Cả tháng mà bây giờ là mình không biết bữa thứ mấy, bữa nay được mấy bữa cô cũng quên á. Ừ. Cô gào riết rồi cô quên, không có nhớ nổi. Thôi ráng đi ha. Dạ. Ráng đi đặng về đặng mình coi giống như đi coi mắt nữa. rồi hết bệnh rồi định tính đi làm công việc gì? Em tính lột tôm. Đi xin lột tôm ha. Lột tôm không ấy thì đi mà vừa trái cây, gánh trái cây rồi mà bọc xốp nặng. Ừ, nặng á, gánh trái cây nặng á. Rồi, cân vừa cái 15-20kg cân lên tỉnh. Nói gì chứ biết được không con ơi? Được á. Được, em đi mần hoài, đi mần với bà Liên, bà biết có tiền mà. Bà Úc Liên á nha. Bà tiền, có tiền. Bà Úc Liên á. Em được. Vậy là Đạt là định đi mần với Úc Liên á hả? Ngày. Đi mần được có khi 200, có khi 400 ngày hả? Ừ. Lúc không bệnh á con, lúc không bệnh á nó đi làm được. Vậy là bởi nó bệnh nên tính làm công việc cũ lại. Dạ thì nó hết bệnh rồi làm. Hết bệnh rồi làm. Dạ. Ừ, vậy cũng mừng rồi cô, con thấy đỡ rồi đó. Dạ. Nói gì vậy chứ cô thấy gì à, mấy chập rồi. Lọc tôm sao định kể nghe thử rồi đúng không? Lọc tôm em không làm đâu, đi mần giữa trái cây nhiều hơn. Giữa trái cây là mình làm cái gì? Sữa rồi mình bỏ lên vỏ rồi mình gánh hay sao? Nói là nói lúc còn còn khỏe đó con. Bây giờ có được cái đâu. Được mà. Ừ. Ta mà tại sao ta mướn ở tại chỗ mà. À. Mà năm sông Hậu á. Mà năm sông Hậu á ha. Dạ, cái chỗ phiền. Ừ. Rồi ra đó xin việc làm. Dạ. Ừ. Nói tài, nói vậy chứ con thấy gì à, có mấy bữa hết đâu rồi tới nữa. À, biết rồi. Ừ. Nói vậy. Ừ. Biết giá rồi trời đó, làm Phật. Được đó. Là định gánh được bao nhiêu ký? 50kg người bên hai người đầu gánh được. 50kg hai người gánh là người có 25kg à? Người đầu. Cái gánh đi. Gánh rồi cái để lên cân. Ừ. Thì con thấy, cân nữa nha. Con thấy nói kiểu gì nè, cái vợt đó cô mới dẫn cho nó đi ra ngoài. Ra ngoài rồi cân đứng nó cân không được gì hết trơn, người cô chủ kêu sao gì à. Ừ, kêu gì à đó con. Mà đi về cái mần Úc Liên mần được có tiền đó. Ờ, mần được bữa. Bữa một à. Ừ, đi về cái Úc Liên mần được đó. Vậy ha. Ừ, gán nha con. Viên này gán. Cô mướn được mấy giường? Hai người cô nằm cái thằng kia nó về rồi cô nằm ké cái giường của thằng đó. Nó nằm bệnh mà nó gì à, nó lên lấy thuốc rồi nó gì à, cô nằm ké nó mấy bữa đầu rồi. Thì hai phòng thì cô nằm ở dưới đất không à, hai giường cô nằm dưới đất. Rồi bữa đó mấy thằng cháu nó gì à, cái cô nằm ké hết cái phòng nó. Sao không muốn thêm giường nữa? À, thôi, cô sợ không tiền con ơi, cô không dám. Chứ cô, không lẽ cô nằm dưới đất nằm sao? Dưới đất, rồi cái thằng cháu đó gì à, thôi cô lên phòng cô nằm đi. Cái giường cô nằm đi rồi cô nằm ké chứ cô không mướn tốn tiền con ơi. Người ta nằm ghế bố cái đồ cô thôi ngày 15.000 để cô ăn cho mấy nhỏ nó ăn. Mẹ ơi, có 15.000 mà không có dám không kêu mẹ muốn giường đỉnh nằm dưới đất không á con. Cái mẹ con mới lên nằm. Ừ rồi nằm dưới đất rồi có bữa một à. Rồi con mình mướn luôn đi, mướn luôn
cái giường đi. Thôi con. Để ba giường đi, định giường, chung giường, rồi mẹ ăn giường. Bây giờ nằm ké đó được rồi con. Nằm nằm ké với thằng bé đó, nó về rồi cái cô lên nó cô nằm ké. Ké và bữa có người mới nữa. Ừ, có người mới thì mình cô tính sao. Với cô con ơi, thôi. Có người mới không có khổ con ơi. Có người mới là lúc đó cô mướn giường đâu được đâu. Không, thì cô cũng nằm dưới, hồi đó giờ cô nuôi nó cô nằm ở dưới đó không à. Bởi vì bệnh không con. Rồi gán chứ, con mới thấy rồi tiền, tốn tiền nữa cô sợ. Cô không dám cho hai đứa nó nằm trên thì cô nằm ké đầu này kia được. Không được thì cô nằm lại và chạy dưới đất nằm. Ừ. Vậy đó con. Thôi, trốn. Cô có mền gì không? Có đem mền gì không? Có đem ba cái mền. Định cũng có mền nha. Ừ, có mền. Dạ. Người ta cho cô đó. Người này cho, kia cho đó. Cái cô giặt, cô bỏ theo. Đặng cho thấp chứ mỗi cái mỗi mua tiền đâu có con. Lo cho nó ăn hai đứa rồi còn tiền đâu có mà cô mua này kia nữa. Mền cô đem mền nhà theo mình giặt rồi cho nó đắp. Nó cái cô một cái ba mẹ con ba cái người ta cho đó. Người này thương người kia thương người cho đồ ăn rồi cho mà cơm đồ dư đó. Người ta không cho có cho tiền người ta cho cơm cô xin cơm từ thiện. Rồi tiền nhiều khi người ta mua cho 10.000 thịt ha, 15.000 thịt gì đó. Thế thì cô cho hai đứa nó ăn. Rồi. Tiền ơi, tiền ăn không dám ăn. Không dám ăn. Ngủ cũng không dám ngủ. Rồi con. Có nhiều tốn tiền cho hai người con. Hai đứa nó. Rồi cô nhìn dụ như nghiệp mấy đứa nó thấy vậy nó trời ơi con múc miếng đồ ăn cho bà nè. Nó thấy cô ngồi cô ăn. Sáng này á cô ăn bịch nấu canh chua mà xin cơm chay ngày hôm qua mà rồi cái mấy chú thôi bỏ đi gì ơi bà bỏ đi con cho bà đồ ăn bố cho chú cho đồ ăn khác đừng cho ăn lên đó nó nguội rồi mà cũ qua đêm bỏ đi con cho cái khác rồi nó cho cô khác cô không có dám ăn con ơi ăn đồ cũ không được đâu vậy hả cô sợ rồi cái chú kia nó bà bỏ đi bà đừng ăn bà bệnh rồi bà không có nuôi mấy đứa nó được lấy đồ ăn qua đêm bệnh rồi cô sợ cô bỏ. Bỏ buổi chiều người ta không cho hả? Không cho rồi cô còn lại cô chừa chừa lại tính để sáng ăn. Rồi về xài cho nó sáng bỏ. Sáng ta cho cái mới rồi. Rồi cô sợ mày không có. Ăn rồi sợ không có rồi cô tại cô vậy đó con cô vậy sợ bỏ. Thấy dư dư đừng ăn hết luôn đi. Để không thôi mẹ chừa lại mai mẹ ăn đó. Dạ. Đừng ăn vậy hả con? Đừng ăn không bình. Chừa lại. Bà mấy chừa cô lại mấy chú sao? Này cô tội nghiệp. Cô đâu có đồ gì bảo quản đâu. Ừ cái rồi cô mấy nó, chú này. Nó hôi chua đó. Ừ đừng ăn bỏ đi con cho khác. Tội nghiệp mấy đứa đó. Đứa này kia chó nó cho. Rồi bữa nay rồi, xin cơm chưa? Ê, cô xin cơm ăn rồi. Ăn rồi. Hồi nãy nói con là cái bịch rau muống hôm qua đêm đó. Rồi chú kia thôi bà bỏ đi con cho bà cái mới. Rồi cô có ấy cô chừa nhường mấy đứa nó là cô ăn chút chan mới gì à rồi tê nhường cho nó cái nó thôi bỏ đi con cho bà cái khác bà đừng ăn thấy mẹ cực lo cho hai anh em cực vậy đó thương mẹ rồi vậy rồi cô còn giàu thằng ở nhà nữa còn được còn được hả là còn khỏe hay gì dạ thấy mẹ mệt mà yếu rồi đó khỏe gì cô không gài cô đau tử gối loạn tiền đình cô nó bệnh hoài đi sẵn rồi mình khám luôn gì hả? Thôi khám cô ổng có đem bảo hiểm cô nó lộn rồi chưa mần được con người tốn tiền cô không dám khám. Thì tốn tiền đi, tốn không, tiền đi chứ sao vậy? Thôi khám bệnh rồi toàn tiền ổng có con ơi. Để bác sĩ người ta khám hay lắm á. Rồi người ta lo cho mình. Vậy ha. Vậy là chút nữa cô cũng khám luôn nha. Cô giữ hai đứa nó đứa này đi thì cô kiếm rồi tao sợ đứa khác ở trong này nó đi biết nữa cô chở tới chở lui vậy con. Bày tới bày lui kiếm nhưng mà rồi nó chở nó đi rồi nó biết đường vô nó gì rồi xe cộ lum rồi đi rồi cô cũng tới lui cô kiếm nó kiếm thằng này rồi thằng khác đi mà nó cũng khen kẻ cũng đỡ con bữa nay thằng này giờ, có bệnh bữa nay á nha bữa nay con ghé thăm cô á với định với anh Trung nè thì cũng có phần duyên của Quý Mạnh Thường Quân trao để cho cô lo cái tiền mà viện phí nha với cô cũng giống như là coi bác sĩ khám đi nha gì hả khám đi rồi mình có đồ tiền đình đó cô gán viết rồi cô làm như nó muốn quay luôn con không gán nổi giờ bác sĩ khám rồi bác sĩ cấp thuốc nha bây giờ như vậy đi thì ngày hôm nay á có phần duyên của Quý Mạnh Thường Quân đầu tiên á chị Tiền xưởng bánh tráng ở Tây Ninh ha chị Tiền xưởng bánh tráng ở Tây Ninh gửi cho gia đình mình á là 2 triệu ha. Ngoài ra có chị Linda Nguyễn nè
Chị Linda Nguyễn gửi 500 ngàn là cho Út ở nhà hả? Gì hả? Ha. Mừng, mừng. Là cho cái em Út Út ở nhà ha. À, con trai Út cô đó. Ừ, ha. Mừng chị quá Linda trời. Nguyễn là gửi cho con trai Út 500. Ừ, ha. Quá trời mừng. Ngoài ra để là... cho nhà lo cho nó. À, cô Lan, à, cô Lan. Cô Lan gửi thêm 500 nữa. Ha. Rồi ngoài ra là có thêm chị Hoa ở thành phố mới của tỉnh Bình Dương. Ha, chị Hoa ở thành phố mới của tỉnh Bình Dương gửi thêm 1 triệu nữa. Vậy hả? Ha. Cảm ơn. Dạ, là tổng số tiền là 4 triệu cô nghe. Ừ. À, cô đợi con xíu nha. Dạ rồi. À, ở đây là đầu tiên đi. Đầu tiên là chị Tiền, xưởng bánh tráng ở Tây Ninh gửi 2 triệu nha. 1 2 3 4 5 1 triệu. 1 2 2 triệu là chị Tiền xưởng bánh tráng ở Tây Ninh nha. Rồi. Kế tiếp là 500 ngàn của con trai Út của cô ha. Là của chị Linda Nguyễn gửi. Đây là 500 ngàn cho con trai Út nha. Cắt đi rồi chừng nào về đưa cho con trai Út ha. Hoặc là cô giữ giùm mấy cô nuôi con trai Út ha. Rồi kế tiếp là có cô Lan đó. Cô Lan gửi thêm 500 nữa. Ra chị Hoa ở thành phố mới tỉnh Bình Dương. Thành phố mới tỉnh Bình Dương gửi thêm 1 triệu nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi là bao nhiêu người ta tổng là bao nhiêu đủ chưa coi đúng rồi đúng rồi coi. Đúng rồi 2 triệu 2 triệu rưỡi hai triệu rưỡi với 500 là 3 triệu với này 1 triệu là 4 triệu. Dạ rồi. Vậy rồi cô nào đang cô cảm ơn. Dạ rồi. Đầu tiên là chị vậy Tiền tới. Chị Tiền xưởng bánh tráng ở Tây Ninh. Rồi 2 triệu rồi, cảm ơn cô Tiền. Rồi kế tiếp là chị Linda Nguyễn 500. Cảm ơn cô Linda Nguyễn 500, cảm ơn cô. Kế tiếp là cô Lan gửi 500. Cảm ơn cô Lan. Gửi cho mẹ con tôi. Kế tiếp là chị Hoa ở thành phố mới tỉnh Bình Dương. Gửi 1 triệu. Cảm ơn cô Hoa. Định có lời gì muốn gửi tới quý mạnh thường quân không? Dạ cảm ơn, giúp mình đi mang ơn nhiều lắm. Rồi như đây đủ ăn không? Cảm ơn. Dạ. Như đây đủ ăn không? Dạ đủ. Đủ ha. Liệu con cách mắm ăn gì chính là vậy chứ không có đòi à. Đòi mẹ, vừa mẹ không có tiền. Để đặng lo từ bỏ từ túi từ. Sao chung bỏ túi đi. Ừ chung cắt cái bỏ túi đi, mua gì mua. Vậy ha. Rồi anh Trung có lời gì rồi, muốn gửi tới quý mạnh thường quân không? Kẹp lên mới nói được hả? Để. Rồi. Cảm ơn mạnh thường quân. Rồi chưa? Rồi. Vậy đó hả? Rồi gửi xuống nha. Dạ, thưa quý yên, dạ, thưa quý mạnh thường quân trong và ngoài nước. Thì ngày hôm nay á, cho phép mấy anh em Ngôn được thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân trong và ngoài nước trong khoảng thời gian qua đã đồng hành hỗ trợ giúp đỡ cho ba mẹ con. Dạ rồi. Và đặc biệt nhất ngày hôm nay có quý mạnh thường quân cũng đã gửi đến cho gia đình tổng số tiền là 4 triệu để cô có thể có được cái kinh phí lo cho Định cũng như là lo cho Chung. Thì một lần nữa cho Ngôn xin phép thay mặt mấy anh em cũng như là thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Chị đi đâu vậy? Bán ghi số về rồi chân chị sao vậy? Bị bệnh. Bệnh gì vậy? Bệnh tai biến 7-8 năm mày bán ghi số nè. Ừ, chị cho em hỏi thăm nè. Em đi trên đường á, mà bây giờ không có tiền đổ xăng á, chị cho mượn đỡ 10.000-20 được không? Tại vì không, sáng lấy rồi, em... ăn à, mua cá mua thịt rồi lại hết rồi. Sáng em em quên đem tiền. Cho em mượn đỡ 10.000, mượn đỡ 20 đi. Bây giờ em nói thiệt em hết tiền đổ xăng rồi. Em hết tiền đổ xăng em mới kêu chị. Số lợi có nhiêu ngày có 100.000 à. Mua đồ ăn, mua thịt, cá hết trơn à. Cho còn 20 không? Cho mượn đỡ coi. Thiệt, rồi em trả lại vài bữa em trả lại cho. Vài bữa thì không có được. Em nói thiệt á, bây giờ chị mà không cho em mượn em không biết sao về nhà được luôn á. Ừ. Cho em mượn đi, chị có tiền không? Bán cái số có tiền đâu. Chàng ơi chàng, không mấy giờ bà lấy tiền vốn với số ra đi, bà cho tôi mượn 20 thôi, rồi tôi đổ xăng tôi về tới nhà tôi, rồi vài bữa tôi kiếm bà sao. Ừ.
Rồi vậy cho mượn luôn. Ờ. Cho mượn đó hả? Ừ. Đâu? Cho mượn đâu? Bệnh quản rồi mượn thì trả nghe. Trả chứ. còn đúng đổ xăng cái là đổ xăng cái là về là đổ xăng về tới nhà là được rồi. Rồi cho mượn luôn. Ai? Nè cho mượn thiệt á hả? Rồi cho mượn luôn đó. Rồi rồi chị đâu biết em đâu đâu rồi lỡ em hứa lèo rồi sao? Rồi rồi cho luôn. Cho luôn khỏi nói mà. Xăm quận tính lộ gì vô cái đường đó đó. Đâu? Là dạ? Là đường nó ngập nước hay gì? Ừ có cái dũng đó kìa. Rồi rồi tay chị bị sao vậy? Bị tai biến. À là bên này với cái chân. Ừ. Mà rồi. Cái chân thì đi yếu yếu nhất nhất vậy là lấy gì 100 tờ giấy số à. Rồi rồi bán nuôi ai? Nuôi mình với nuôi ai? Con đâu? Con thì gã cứ hết rồi. Rồi rồi con không nuôi hả? Không. Đàn ơi thôi em gửi em giả bộ á. Em thử lòng chị coi chị có phải là người tốt không á. Tốt em đang gì đây, em đang đi tìm người tốt. Gặp chị là người tốt thôi bữa nay. Thôi mình xích xích vô đây nè chị để em hỏi thăm coi qua cao đứng đây nè chị. Xác xác vô nè. Xác xác vô đây nè. Cho hỏi thăm coi hoàn cảnh sao. Thằng em trời ơi, bây giờ 3-4 năm rồi bây giờ bán cái số mới 3-4 tháng này nè. Ừ. Lấy lời ăn đó. Rồi ngày kiếm được nhiêu? Xích xích vô đây nè xe. Ngày lại có 100 ngàn hả? Ừ. Rồi rồi mua gì đùm đùm đê đê vậy? Áo mưa với nước uống mà hết trơn nước uống rồi nè. Hết nước uống luôn hả? Ừ. Rồi sao không mua? Thì nó không mua. 20 ngàn rồi để nè. Đàn ơi năm nay chị nhiêu rồi? 49 rồi. 49 rồi. Ừ. Rồi có mấy đứa con? Có 2 đứa à. Hai đứa con ha. Gã hết trơn rồi gã cứ hết. Để em quên nó để. Là chị có mấy đứa con? Có 2 đứa nhỏ lớn gã rồi thằng này có vợ rồi, có cháu ngoại rồi. Cháu ngoại, cháu nội hết rồi. Cháu ngoại, cháu nội hết rồi. Ừ. Mà mình tư riêng vậy đó ha, mình tự mình lo cho mình. Bây giờ con nó thằng Út mà nó lo gì đâu. Nó lo cho vợ nó không xong nữa rồi nó nói mình gì. Vậy là nghèo hả chị? Nghèo. Nè ơi con chị nghèo. Không có giúp được chị nhiều. Ừ. Và có con gái không? Thì có con gái và gã cũng cứ nghèo nữa chứ đâu có giàu đâu. Trời ơi người ta nói có đứa. Như tí bệnh hoạn thì nó cho. Ờ. Ừ, vậy đó bây giờ nhà nước hỗ trợ nè. Nhà nước hỗ trợ cho được 500 nè. Tháng hả? Ừ. Vậy là ngon vậy? Thì ngon đâu mà ngon rồi đám tiệc mình lo đâu có đủ đâu. Bị bán vé số rồi ăn. Ừ. Rồi có khi nào con trai nó xin tiền chị không? Có chứ. Nó nói nó mượn không có tiền thì nó mượn luôn. Rồi giống em vậy đó hả? Tính mượn nãy rồi không trả luôn vậy đó. Ừ. Sợ lắm. Rồi rồi sao rồi, cho hỏi thiệt mà sao nãy tự nhiên đưa mượn hay thì thấy không có tiền thì cho mượn đổ xăng. Chàng ơi rồi rồi biết em đâu đâu rồi xa lắc xa lơ rồi biết ngày nào em trả cho chị. Trả không trả thôi chứ vì gì giúp người mình nghèo rồi người ta nghèo rồi cũng cho luôn. Ừ. Là bữa nay bán hết chưa em mua tiếp hết, cho hết rồi. Ủa sớm vậy bán dữ vậy? Bán con trăm vé hả? Trời ơi, trăm vé là người ta bán tới 4-5 giờ chiều mới rồi đó. Mà chị bán sao giỏi vậy? Ta thấy tội nghiệp, ta hỗ trợ, người không mua mà mời giết ta cũng phải mua. À. Ta thấy tội nghiệp. Ừ. Rồi đi tan rồi nãy giờ. Mới tới trong đó kìa, thì cái khúc đó thì xình không mà xong buồn rồi đó. Nhà, đây tới nhà chị gần không? Xích đi, chọn một chút. Xích vô đây chút nữa. Ờ, rồi sợ rước. Rồi thí dụ. Rồi chưa, cho tôi đi đi. Chưa nữa em hỏi thăm. Ôi Mỹ diễn bại hà con nó trong đó. Giờ là đang ai đâu ai trong? Thằng cháu Út mình á, nó ở chung với mình á. Trời ơi người ta lớn rồi trong chị viện chi. Trời ơi. Trong chị viện nó thấy mẹ đau bệnh mà bán thì nó nói điện rồi nãy á. Nãy nói yên chút mẹ về. À. Rồi vậy cho tôi đi đi. Thôi nói chơi chứ nãy là em thử chị thôi. Nha. Ừ. Thì cũng biết được chị là một người tốt á. Ở đây em có phần duyên ha. Dạ. Ở đây có phần duyên là 200 ngàn của một người chị xin được dấu tên. Ừ. Vì chị là người tốt á cho nên là gửi tặng cho chị trong ngày hôm nay. Rồi tôi cảm ơn. Mừng dữ không? Mừng, ai cho tiền mừng lắm. Ừ. Hôm tháng 7 nè người ta cũng cho gạo rồi cho tiền đi bán chỉ số tịch tan nè. Dạ con là Đinh Văn Ngôn. Đúng không hả? Dạ. Là bây giờ là 200 là bán mấy ngày mới được? 2 ngày mà không ăn á thì mới được 2 ngày, ăn uống thì còn dư được 100 à.
Chàng ơi, thấy làm người tốt khỏe không? Làm người tốt mới có ngày bữa nay cái. Vậy em cảm ơn mấy anh nè. Giúp đỡ thì cảm ơn. Ừ. Tại vì thôi chồng mà mình mất rồi mới khổ nè, mới đi bán vé số. Ừ. Nói chung á. Nói thiệt đi, người ta giúp nữa. Trời, nói thiệt gì, nãy giờ thì nói thiệt hay nói dốc gì? Cũng chị á, ta có gì. Chú đó quen chị không? Quen, cũng như ảnh không mua vé số cũng ép mua nữa. Ờ, thí dụ như có tiền, không tiền mua thiếu. Thí dụ như em muốn đi tìm giúp chị thì em hỏi chú này là biết nhà chị ha. Dạ. Là, cái trong cái đường này nè. Ở đây hả chú? Ừ. Nhà chú ngay bụi cỏ ha. Vậy có gì con tìm chị này thì nếu mà có duyên thì không dám hứa trước. Tại vì cái này mình cũng hên xui lắm, giống mua giấy số vậy đó. Dạ. Mà không biết trúng rớt nữa. Bữa hỏi mình cũng mưa gặm đi đường đó, người ta kêu vô á chứ xả đó. Ừ. Còn 7 giấy số mà người ta kêu vô, ta cho 300 ngàn chứ không có mua giấy số. Ừ. Cho 300. Cho 300 ngàn ở mình đâu quá. Cũng mừng nữa. Mừng sao? Rồi nói em cảm ơn mấy anh. Tính mua giấy số. Ừ. Ừ, còn 7 tờ hả? Vậy giống bù hổm này nè, bù hổm có còn 13 tờ. Ừ. Cái ta vô ta kêu mua cái ta đổi với số. Cái mình bữa đó mình bán có 120 vé anh ta đưa. Ừ. Đưa cho ta chừng với số giả. Chàng ơi, rồi sao? Là mình hết vốn luôn, mình xin con mình trả cho ta đại lý số. Rồi đi bán được mấy bữa mà đứt vốn vậy? Hết vốn vậy? Cái bữa đó thì hết vốn luôn. Bữa đó là ta cho lấy với số của ta đưa cho cái chú đó. Ừ. Chú đó đi đường gì ra cũng lão quắc hà, kêu nói với số chúng mình tính giàu có mua 12 vé, ai giờ giả bộ đưa số giả. Với số giả nó làm sao mà giả, người ta đâu có lấy đâu, đại lý đâu có lấy. Bữa chị bây giờ giả giả trời, gì trời lắm. Khóc luôn, nói ơi. Khóc nói luôn hả? Chị nói chị hai ơi, bữa nay em đổi với số người ta gạt em với số giả. Ừ, mà sao khóc luôn vậy? Thì tức rồi khóc, nó người ta gạt mình. Rồi sao bữa nay cười? Gặp anh cho tiền ra. Nói chung ý anh đã kêu cho tiền nè, phải vui. Vui. Dạ rồi, thôi bây giờ nè, em nguyện cầu chúc cho chị mau chóng phục hồi lại sức khỏe. Trời, 7-8 năm rồi anh ơi, chắc bệnh có tật rồi đó, người ta gì nè, cổ dồi yếu yếu gì nè, đi rồi bại bại vậy. Nhưng mà biết đâu mình có gặp được người thầy hay gì sao? Thầy hay gì, chăm cứu dữ lắm luôn đó. Cũng vậy đó hả? Ờ, rồi bây giờ bỏ 7 năm rồi. 7-8 năm rồi. Ừ. Hôm đó nó rút gì luôn nè, bây giờ yếu gì. Thôi vậy em nguyện cầu chúc cho chị luôn luôn bình an. Dạ. Và mua mai bán đắt mỗi ngày. Dạ, người ta cũng yêu mến á, như anh vậy nè, mời mua không mua ngồi cũng mua à. Ừ. Tiếp vậy đó. Dạ rồi, thưa diễn giả, thôi thì đến đây Ngôn cùng với chị xin phép được kết thúc video. Và một lần nữa cho mấy anh em của Ngôn gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân, đặc biệt nhất là người chị xin được giấu tên, đã đồng hành cùng mấy anh em Ngôn trên những con đường để giúp đỡ cho bà con nghèo. Một lần nữa cho mấy anh em Ngôn gửi lời cảm ơn chân thành ạ. Vậy rồi, còn bây giờ thì Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp ạ.